Chào các bạn tin nhanh 24/7. Cô giáo mầm non bị sát hại dã man nhét trong bao tải. Khi đi qua bãi rác thuộc xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, người dân đã bàng hoàng phát hiện một chiếc bao tải bên trong chứa thi thể một phụ nữ. Ngày 15 tháng 1, tin từ công an huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn đã xảy ra một vụ trọng án nghiêm trọng, một cô giáo mầm non đã tử vong. Vào lúc 19 giờ ngày 14 tháng 1, người dân đi qua bãi rác ở xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh thì thấy một chiếc bao tải có nhiều điểm nghi vấn. Tiến tới kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện ra thi thể một phụ nữ bị nhét bên trong. Ngay sau đó, sự việc được người dân đã thông tin lên chính quyền địa phương cùng với cơ quan chức năng công an huyện Lang Chánh. Qua xác minh, nạn nhân tên là Lê Thị Tấm, 42 tuổi, hiện là giáo viên trường mầm non ở xã Tâm Văn, huyện Lang Chánh. Một nguồn tin cơ quan cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có một nghi can đã bị tạm giam. Vụ án đã được công an điều tra khẩn trương và làm rõ. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share, nhấn subscribe.